Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty Cửa Nam Video. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video thực tế tại công trình. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm cửa nhôm sinh pha do chúng tôi thi công. Đây là một công trình tại phường Thảo Điền, quận 2. Công trình này thì chủ nhà chú chọn là nhôm sinh pha nhập khẩu. Riêng cửa đi thì chú chọn là bản lề 4D hãng HMA. Còn lại là toàn bộ là Kim Long chính hãng. Thì đây là một bộ cửa đi 4 cánh và một bộ cửa 1 cánh. Bộ cửa đi 4 cánh này thì chúng tôi sử dụng 16 cái bản lề và một bộ khóa đa điểm và 6 thanh chống bật cánh phụ. Sau đây tôi sẽ quay trực tiếp. Đây là bộ khóa đa điểm Kim Long. Khóa đa điểm Kim Long thì giúp cửa an toàn hơn. Còn đây là chống bật Kim Long. Chốt thì chúng tôi làm dài và chọn loại tốt để có độ bền cao và tiện lợi cho người sử dụng. Đây là một trong những ưu điểm sản phẩm của chúng tôi. Và đây là bộ khóa điện tử dành cho cửa nhôm sinh pha. Thì khóa điện tử sẽ làm cho bộ cửa chúng ta an toàn và tiện lợi hơn trong việc sử dụng. Thì bộ khóa này gồm 6 chức năng. Trong một bộ khóa là chúng ta có thể sử dụng 6 cách để mở được bộ khóa này, bao gồm như là chìa khóa cơ này, vân tay này, thẻ từ này, mật mã này, qua Bluetooth này, qua Wi-Fi. Qua Wi-Fi thì chúng ta cần phải cài đặt. Thì cái bộ khóa này sẽ khi chúng ta sử dụng để quản lý qua app điện thoại. À, chúng ta thêm hay xóa mật khẩu hay là thêm thẻ từ gì đó thì chúng ta đều thông qua app trên điện thoại hết, rất là tiện lợi trong việc sử dụng và quản lý. Đây là mặt phía sau của công trình. Thì phía sau thì chủ sở nhà cũng chọn sinh pha nhập khẩu và phụ kiện như lúc nãy tôi vừa giới thiệu. Thì mặt phía sau bao gồm cửa sổ mở hất một cánh và cửa đi một cánh kết hợp vách kính. Tầng trệt thì có một bộ cửa hai cánh lớn đi ra sân sau. Thì đây là bộ cửa đi hai cánh. Bộ cửa đi hai cánh này thì chúng tôi dùng 6 bản lề, một bộ khóa và một cặp chốt cánh phụ. Toàn bộ phụ kiện của chúng tôi thì đều được gắn giữ bằng vít inox. Những cái phụ kiện như là bản lề hay khóa hay những cái chốt hay những cái vấu bản lề chữ A vân vân thì chúng tôi đều xài vít inox hết để đảm bảo độ bền cho sản phẩm. Phần chốt dài. Dài thì thứ nhất thì phía dưới thì chúng ta không cần phải cúi để mở, phía trên thì dài thì chúng ta cũng không cần phải với. Thì đó là một trong những ưu điểm của sản phẩm chúng tôi. Đây là bản lề 4D HMA. Bản lề 4D HMA thì rất là chắc chắn và cứng cáp. Đây là bộ cửa nhà vệ sinh một cánh. Bộ cửa nhà vệ sinh thì chúng tôi sử dụng 3 bản lề và một bộ khóa đơn điểm. Kính thì là kính M8Li cường lực. Đó là một số thông tin về sản phẩm của công ty chúng tôi đã thi công cho công trình này. Nếu các bạn có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha hay các sản phẩm của nhôm kính cao cấp khác thì có thể truy cập vào website cuanhomsinhpha.com hoặc liên hệ đến hotline. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.